Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích may vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống của Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em quay trở lại với địa điểm bán phơi mai của anh Thông ở Cầu Khương, thành phố Cần Thơ, chia sẻ cùng quý cô chú anh chị mình một lô phơi mai vàng bonsai quá với cô chú anh chị, với lại có phơi tứ quý với lại mai tàn hàng VIP luôn cô chú anh chị ha. Kính mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho anh Thông luôn ạ. Dạ em xin chào anh Thông ơi. Chào Phương, chào cô chú anh chị trên kênh ha. Hôm nay em tiếp tục lên một số phôi mai vàng với mai tứ quý ha cô chú anh chị, để giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Rồi vô cây số 1, mai vàng. Cây này cái củ đế đẹp luôn cô chú anh chị. Nguyên cái nồi đế đặt luôn với cô chú anh chị ha. Cây này rất đẹp luôn ha, dặm chi xe luôn ha. Có cốt cành của chú chị, thân lắc lượng luôn nha. Rồi. Để bích bầu luôn ha cô chú chị. Nguyên bể này đặt kẹo luôn. Rồi em xin số đo luôn nha. Rồi. Cái cọng rễ thì người ta quấn quấn nó lại từ nhỏ như cái đồng tiền vậy đó cô chú chị. Và đây là 18 của chú chị. Dạ 18. Em đo cái bể nè. Nguyên cái bể đặt là 63 ha. Dạ. Tổng nồi đế là 103. Chiều cao là 44, đường kính bầu là 41. Rồi cây mã số 1 phôi mai vàng này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá 6.800.000. 6.800.000 này giá này 3 ship cô chú anh chị. Mình gọi mình đến luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 2 nha quý cô chú anh chị. Số 2 cũng là phôi mai vàng của chú anh chị. Rồi em này cũng là lùng lực luôn ha. Cốt cành cốt có cành nha có cô chú anh chị. Nguyên củ đế luôn. Cây này hoành không có lớn nhưng mà khéo cây đế đặt luôn cô chú anh chị nha. Nguyên khéo củ luôn ha. Đặt luôn cô chú. Rồi em xin số đo luôn anh ha. Ở đây có cọng rễ bỏ xuống rất là to luôn cô chú. Ở đây 15 cô chú anh chị. Dạ. Cái bệ đặt này là 53. Dạ rồi. Đấy là 98 của chú anh chị. Chiều cao là 40. Đường kính bầu 40 ha. Rồi cây mã số 2 này em giao lưu với cô chú anh chị giá 3.800.000. Dạ 3.800.000 nhỏ, hoành nhỏ nhưng mà khéo cây cô chú. Đặt đế luôn ha. Rồi em đỡ luôn ạ. Cây mã số 3. Cây mã số 3. Mã số 3 cũng là phô mai vàng của chú anh chị. Này xù luôn ha. Này nó già cây nó lên như lên xù của chú anh chị. Dạ. Cốt cành đầu là ngon lành hết rồi với cô chú anh chị ha. Bài này đẹp lắm ha. Chỗ này giống như hồi xưa người ta quấn rễ bí cô chú anh chị, giờ nó quện lên cục luôn. Xin số đo luôn ha. Rồi. Đây là 21. Dạ. Lĩnh trên này là 57. Rồi đế là 100 của chú anh chị. Chiều cao 40. Đường kính bầu 38. Rồi cây mã số 3 này em giao lưu với cô chú anh chị giá 3.700.000 ạ. Dạ 3.700.000 nha cô chú anh chị. Cái này lên xù cũng khá là nhiều nha cô chú. Cộng lên chỗ này luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 4. Mã số 4 của chú anh chị. Cây này quá lắm nha cô chú. Cốt cành nhỏ. Cốt cành gớt này đẹp lắm ha cô chú anh chị. Bẻ có co luôn ha. Cái co này rất là gắt nha quý vị. Nguyên cái cụm đế luôn. Rễ thì nó ôm cứng bầu luôn nha cô chú anh chị. Em xin số đo luôn anh nha. Đây là 14 của chú anh chị. Dạ. Nguyên cái cụ đặt trên này là 44. Nồi đế là 100 ha. Chiều cao 34.
Hình gớt này 30 cô chú anh chị. Đường kính bầu 35. Rồi cây mã số số 4 này em giao lưu với cô chú anh chị giá 2,5 triệu ạ. À. 2,5 triệu nha cô chú anh chị. Nhỏ mà khéo tay ha. Cây này thật luôn ha. Rồi, ha. Mã số tiếp theo mã số 5 ha. Cây này đế cũ thân lắc luôn nha cô chú anh chị. Mã số 5 cũng là mai vàng của chú anh chị. Nguyên cái cũ luôn ha, nó xổm lên luôn ha. Nhìn cái bệ nè. Nhìn thân lắc lượng luôn ha. Dán như có cái cành bay bay nha nha cô chú anh chị. Dạ em xin số đo luôn nha. 20 của chú anh chị. Dạ. Cũ đặt trên này là 41 nè. Tổng hoành đế là 97. Chiều cao là 43. Đường kính bầu 33. Rồi cây mã số 5 này em giao lưu với cô chú anh chị giá 3,2 triệu ạ. Dạ, 3,2 triệu thôi với cô chú anh chị ha. Em cầm mình bằng không nha. Dạ, rồi em đổi nha. Theo là mã số 6. Số 6. Cây này nhỏ nhưng mà đế giữ nha cô chú anh chị. Mã số 6 cũng là mai vàng của chú anh chị. À, cốt cành là đóng nó cái đều. Đế nè. Để chảy dài trộn một bầu ha. Đế là ông cứng ngắt cái bầu luôn á cô chú. Thằng giọng lắc rất đẹp hả cô chú anh chị. Dạ, mình chơi hàng mini mình chọn mấy cái này mình chơi ha. Rồi đo thông số. Đây là 15 của chú anh chị. Tổng nồi đế là 72. Chiều cao là 43. Tán ngang là 37. Đường kính bầu là 37. Rồi cây mã số 6 này em giao lưu với cô chú anh chị giá 2 triệu. Dạ 2 triệu. Cây nhỏ mà khéo cây nha mấy cô chú anh chị. Hoành luôn. Hoành nhỏ ha mà rất là già luôn. Dạ rồi cây mã số 6. Rồi. Mã số 7. Mã số 7. Mai vàng phải không ạ? Mai vàng. Từng cái da nó già quá trời. Tưởng cứ quý không cô chú anh chị. Cũng đến luôn ha. Chỗ này nó có thẹo ta cắt nuôi á, lấy cành này nuôi á. Dạ. Thẹo này sạch bình thường cô chú anh chị. Cái này đế đặt luôn nha cô chú anh chị, ôm kính cái bầu luôn ha. Đế xe lọn luôn ha. Bầu tới đâu là đế tới đó luôn nha cô chú. Dạ, rồi em xin số đo luôn nha. Mình là 20 cô chú anh chị. Dạ. À, tổng cái nồi đế nó nè. Là 76 nè. Chiều cao là 29. Đường kính bầu 30. Rồi cây mã số 7 này em giao lưu với cô chú anh chị giá 2,6 triệu ạ. Dạ 2,6 triệu nha mấy cô chú anh chị. Cây dễ. Cây này cái cành lắc rất là khéo nha cô chú anh chị nha. Rồi em đổi cây luôn. Số 8. 8. Cũng một cây bonsai lùng lực luôn nha cô chú anh chị. 8 là mai vàng của chú anh chị. Cái cũ ha. Thằng lắc giọng xe luôn ha cô chú chị. Ngài cốt cành này có hết ha. Đế nó hơi nôm nôm nha quý cô chú chị. Nó xổm lên. Dạ. Rồi em sẽ xóa ra luôn nha. Mình là 21 của chú chị. Dạ 21. Tổng nồi đế là 74. Chiều cao là 30. Đường kính bầu 36. Rồi cây mã số 8 này em giao lưu với cô chú anh chị giá 2,3 triệu ạ. 2,3 triệu mã số 8 nha mấy cô chú anh chị. Dạ số 9 là tứ quý nha mấy cô chú.
cây chính là pho tứ quý của chú anh chị. Cốt cành tứ diện luôn cô chú anh chị ha. Xoay vòng luôn anh ơi. Đây này cốt cành nó đóng tứ diện luôn ha cô chú anh chị. Rồi cái này trực thẳng băng luôn nha mấy cô chú. Có mấy cái cốt chi này cũng vừa ghép luôn ha. Chi cành thì bỏ đều tứ diện luôn ạ. Có cái tử đây luôn ha. Cái tử dính vô luôn cô chú anh chị. Đây, nhìn nè. Đó. Dính vô luôn ha. Đế sổ nôm nha cô chú anh chị. Đế là chảy đều khắp mặt bầu luôn ha cô chú anh chị. À, đây nó xổm xuống luôn ha. Đồ xổm luôn. Đế sổ đều không có bị trống vách nào nha quý cô chú anh chị ha. Rồi tứ quý mà kiếm được ô đế lực lực giống vậy thì là đáng chơi nha quý cô chú anh chị. Rồi em vô thông số luôn anh ha. Rồi. Cái này là 45 cô chú anh chị. Dạ. Cắn nở xuống đây là 57 cô chú anh chị. Dạ. Tổng là đế là 160. Hơn 170 cô chú anh chị. Đế 170. Rồi chiều cao là 1m4. Đo cái độ xổm bài của rễ ha là 40. Đường kính bầu là 70 của chú anh chị. Cốt cành hiện tại của nó là 50 ha. Cốt lực lực không à. Để em đo cái độ thoát khăn luôn. Độ thoát khăn là 40. Cốt bự bự không cô chú anh chị. Cốt này là 20 nè. Chi cành thấp nhất nha cô chú anh chị, 20. Cái này làm cái tàn dù là ngon lành nha cô chú ha. Rồi một cây trực đế nôm mà nó gom đặc luôn nha quý cô chú anh chị. Cộng rễ lực lực không luôn ha. Cộng bành bành không ha. Rồi mình giao lưu giá bao nhiêu vậy anh ha? Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị 19 triệu 800 ngàn ạ. Giá này em bao ship 300 km luôn chú anh chị. 19 triệu 800 ngàn. Tứ quý nha quý cô chú anh chị. Rồi em đổi cây luôn nha. Cây mã số theo là mã số 11 của chú 11. Anh chị 11 là phôi tứ quý ha. Cây này là trực một cốt ha cô chú anh chị. Cốt rồi, cành đều đẹp luôn, ha. Luôn nha quý cô chú. Cây này hoành năm mấy 60 cô chú anh chị. Cốt cành dốc ngọn luôn ha. Ống tứ diện luôn cô chú anh chị. Cái đế thì nó hơi sống. Cây này 4 người khiêng ha, 5 người khiêng cô chú anh chị. Cái giọng đế tứ quý rất là lực nha. Đẹp ha. Đế cộng lực lực không nè. Đế chảy ra một bầu cơ tới bầu luôn ha. À, cái này cái thân nó nhìn dữ lắm nha cô chú anh chị. Cái bài cũ nè. Cái này em đo hạo chiều cao báo với cô chú anh chị là khoảng 1m9 ha cô chú anh chị. Dạ. Cốt cành thì đóng tứ diện hết với cô chú anh chị, không có bị thiếu bên nào luôn ha. Cành phan tứ diện nha ha, ngọn dốt luôn ha. Tứ quý một cốt có phôm tàn thông sẵn luôn nha quý cô chú anh chị. Về bên dưới cần lợp tàn là mau chơi nha quý. Đây mình tưởng tượng như là nó cái củ luôn ha cô chú anh chị. Đó. Củ rồi nó dốt lên ha. Như bút măng. Xem vòng giùm em luôn anh. Rồi. Đế nè. Tài không xi nhê luôn ha. Dạ, nó sổ xuống rồi nó bài ra cô chú chị, cộng gửi rất là lực ha. Rồi, em xin em vô thông số luôn nha. Dạ.
55 hoành của chú chị. Dạ. Hắn nở là cô gái là 63 ha. Như cây này mình lên chậu là 63 hoành của chú chị. Dạ, vị trí là 63. Đưa. Rồi nồi đế là 200 của chú anh chị. Để em đo cái độ sổm bài rễ nè. Độ sổm bài của rễ là 40. Rồi chiều cao em có báo ha, 1m9 của chú anh chị. Thoát thân, anh đo thoát thân giùm em ha. Rồi để em đo thoát thân. Thân là tính nãy mình đo đây là 28 của chú anh chị. Dạ. Nhìn mặt này nhìn giống dáng thú. Đo cành bự ha. Những cành bự của nó nè. Đây là 17 nè. Dạ. Ở đây 17 luôn. Cái ngọn thì nó giót phẳng nghe. Khoảng mấy cành này của chú anh chị. Mình tính tới chớn này thì khoảng 17. Mình lên thì nhỏ hơn nữa ha. Đóng tứ diện không có bị thiếu ha cô chú anh chị nha. Không có bị lép tàn nha. Rồi tán ngang hiện tại của nó là 90 của chú anh chị. Dạ. Rồi cô chú anh chị mình nhìn tổng thể giúp em ha. Cao khoảng 1m9 nha cô chú anh chị. Rồi đường kính bầu là 73 của chú anh chị. Dạ. Xoay giùm em anh ơi. Rồi. Cây trực một cốt nha với cô chú anh chị, đế rất là lực luôn ha. À, tứ quý mà tìm được cái form tàn giót ngọn vậy thì đáng chơi luôn nha cô chú anh chị. Rồi cô chú mình xem lại cái phần đế lần nữa giúp em ha. Để cộng lực lực không nha cô chú anh chị. Cái đế. Nói chung là tứ quý một cốt hoành năm mấy 60 giờ nó cũng rất là hiếm trên thị trường ha cô chú anh chị. Dạ. Ở trong này cũng có gửi lắm. Cây một cốt mà đóng chi cành tứ diện luôn ha. Giót ngọn. Cây rất là sạch cây cô chú anh chị. Dạ mình giao lưu giá bao nhiêu anh ha? Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị giá 43 triệu. Giá em bao ship 300 km cô chú anh chị. Dạ. Mã số 11. 43 triệu nha cô chú anh chị. Để cộng mình bành chải cho ha. Dạ rồi em đổi cây luôn ha, 43 triệu. Rồi cái mã số số mấy mã số 12 cô chú anh chị. Mã số 12 là một cây mai vàng ha. Trực một cốt. Tàn này có chỉnh sửa luôn cô chú anh chị. Chi cành nhạo luôn nha cô chú anh chị. Form này form nhà vườn nuôi ha. Anh xoay giùm em luôn anh ơi. Rồi. Cây này rồi vàng xương chi cành cây rất là sạch sẽ cô chú anh chị. Thân lát mà giót ngọn còn có chút xíu không biết cô chú. Giót ngọn nó chắc cũng cỡ bằng cái ngón tay trỏ của em ha. Chi cành nhạo luôn nha. Chi cành nó nói chung thì cây này có nuôi ha, vườn nên nuôi rồi nha. Rất lượng luôn ha. Một cốt thẳng băng luôn nha cô chú anh chị. Mình để nè. Anh cho em xin dầm coi tàn luôn đi anh. Dạ, cái chi cành nó múa nhìn rất là khéo cây nha mấy cô chú ha. Giót cây phôn tàn không luôn nha cô chú anh chị. Nhìn cái đế là đi không nổi nha mấy cô chú. Nó xổm nó nặng lên ha, nguyên cái bệ luôn ha cô chú anh chị. Cái này như một khối đặc luôn rồi cô chú anh chị ha. Dễ lót tổng bành bành không ha. Nhìn giống dáng thú anh ha. Mình nói là chỉ giống thôi nha cô chú anh chị. Dạ, giống dáng thú. Giống con giống thú chứ. Chứ không nói là con thú ha. Dạ. Nhìn nó rất là lực cô chú, nó đặc luôn ha, đế nó sổ nhưng mà đặc nha cô chú. Cây này thoát thân hợp lý nha cô chú anh chị. Đồ thoát thân nó khoảng gan rồi mà. Dạ. Cây này bông bông giảo vườn cô chú anh chị. Này em bao mặt bông cô chú anh chị mình ha, bông từ 6 cánh ha. 6 cánh lên ha. Nói chung là giảo vườn thì cũng có bông 5 cánh nha cô chú anh chị. Nhưng mà có 6 cánh, 7 8 cánh cũng có luôn ha. Dạ thân lượng lắc nha cô chú anh chị, rất là khéo, chi cành nhạo giót ngọn. Cái thân nó nung nung lần lần hết trơn nha quý cô chú.
tay cạnh thì nó lên luôn thú bò hết trơn luôn ha. Rồi cây này em báo chiều cao em có đo trước là 2m7 của chú anh chị. Dạ, cao 2m7. Tán ngang bao nhiêu anh ha? Tán ngang để đo đi, chưa đo. Tán ngang hiện tại nha quý cô chú anh chị. Rồi tán ngang là hết trọng thước dây này là khoảng 1m6 của chú anh chị. Dạ. Rồi, em vô số đo hoành luôn anh ha. Rồi. Bên đây là 45 của chú anh chị. Dạ, vị trí này 45. Chặt nở xuống thì nó 53 ha. Rồi nguyên một cái củ xổm của nó là 85. Dạ. Đo độ xổm của nguyên cái củ này là 22 nè. Dạ. Rồi tổng nồi đế là 200. Dễ nó ra ăn tới viền bầu luôn nha quý cô chú anh chị. Đo độ thoát thăng ha. Thăng này là có 18 rồi của chú anh chị. Dạ. Em đo cạnh số 1 ha. Số 1 là 14. Cạnh đây thì 12. Chung là nó có độ nhỏ thì dần lên ha cô chú anh chị. Rồi đường kính bầu là 80. Cái ngọn thì nó vót nhỏ xíu luôn ha cô chú anh chị. Ngọn khoảng 5 cm, 6 cm ha. Dạ, mai tàn mà sưu tầm được những cây như thế này thì rất là đáng chơi ha cô chú anh chị. Em này mình giao lưu giá bao nhiêu vậy ha? Ok, này em mai vàng mà số 12 em giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 37 triệu ạ. À. Dạ, 37 triệu nha cô chú anh chị. Này em bao ship của chú anh chị mình bán kính là 300 km ha. Này em chỉ đi xe tải giao cho cô chú anh chị mình thôi ha. Rồi. Dạ. Dạ, hồi mã số cô chú anh chị. Dạ, mã số 13. 13 là phôi tứ quý ha. Dạ, thân lắc cốt cành tứ diện luôn nha quý cô chú anh chị. Nguyên một cái củ sổm luôn à. Thiên thân nè. Lên lắc dài lên tới ngọn luôn ha. Cốt cành thì đúng đều lắm ha cô chú anh chị. Đế sổm mà nó gom đặc luôn nha cô chú anh chị, nguyên một khối ha. Rồi, đếm đo thông số ha. Đây là 31. Dạ. Thủ đặc là 52 nè. Đế là 102. Thân nó dặn nha quý cô chú anh chị. Chiều cao 1m25. Tán ngang hiện tại là 38 của chú anh chị. Đường kính bầu là 48. Rồi cây hoa tứ quý mã số 13 này em giao lưu với cô chú anh chị giá 6 triệu 8 ạ. 6 triệu 8 nha quý cô chú anh chị ha. Cốt cành tứ diện. Này mình lọt thành một cây tàng thông rất đẹp hả cô chú anh chị. Ghép mai vàng vô ha. Cũng nhà vườn giờ mới làm giống giờ cũng hot trên thị trường lắm cô chú anh chị. Dạo Đông Phúc với siêu bông Sài Gòn ha. Cho em xin dòng củ đế nữa ha. Rồi. Dạ, rồi, em đổi luôn à. Mã số mã số 14. 14. 14 tứ quý luôn phải không ạ? Cây tứ quý ha. Cây này dáng siêu của chú anh chị. Dáng siêu mà cốt cành ha. Cốt cành này dài. Tứ diện luôn cô chú, khoảng cách chi cành đóng rất là khích luôn ha. Dốc ngọn luôn ha. Đặc biệt là cái phần đế nó không có chảy ra nhiều nhưng mà nó xổm nguyên một cái củ luôn ha. Đặt kẹo luôn rồi cô chú anh chị. Cây rất là già cây ha. Phần đế nè. Phần mình mạnh không chảy nè. Đường thân rất đẹp ha.
Cây này cô chú anh chị mình muốn trồng dáng siêu trồng ha, muốn trồng dáng bay thì mình cắm đầu xuống chút ha. Rồi em vô thông số luôn anh ha. Rồi. Ủa anh đây 31 cô chú anh chị. Dạ. Cái cũ nè. Cũ là 54. Này đế đập của nó luôn nè. Này nó đế là 85. Đo làm gì đi ha. 83 của chú chị. Đường kính màu là 47. Rồi cây tứ quý mã số 14 này em giao lưu với cô chú anh chị giá 5,8 triệu ạ. 5,8 triệu nha cô chú anh chị. Đây có cộng rễ triệu bự cho bá luôn ha cô chú anh chị. Dán siêu có rễ triệu ha. Dạ, rồi 5,8 triệu em đổi luôn nha. Rồi. Rồi tiếp theo là mã số 15 của chú anh chị. Mã số 15 là một phôi tứ quý khủng luôn ha. Dạ. Này nồi đế là 300 rưỡi cô chú anh chị. Phôi tứ quý cây trực cốt cành đế khủng nhau với cô chú anh chị. Cốt cành thì nó đóng tứ diện luôn ha. Dốc ngọn ha, đặc biệt là rễ nè, xổm 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 nè. Khoảng cách chia cành thì đóng rất là khít nha cô chú anh chị, một cốt ha, đế xổm mà cộng rễ lực lực không mà cô chú. Đế cộng lực lực không ha cô chú anh chị. Rồi, anh vô thông số thì em sẽ đi vòng vòng ha. Anh vô đo thông số em đi, em đi vòng. Rồi. Mình đo đây là 43 ha cô chú chị. Vị trí này nha cô chú anh chị. Vị trí này 43 ha. Cắn nở xuống là 52 cô chú anh chị. Dạ. Dai đế rất lực nhau với cô chú. Đó em đo cái phần lửng lửng trên này ha. Là 200 ha cô chú anh chị. Dạ. Tổng nồi đế ha, đây là 1,5 m nè. Rồi nồi đế là 300 cô chú anh chị. Rồi đó em đo cái độ sổ của đế ha. Độ sổ đế là 90. Nó không có bị lép đế bên nào luôn cô chú anh chị. Chiều cao là 1,1 m, 90 với 1,1 m là em tính từ từ đây lên là 2 m thôi cô chú anh chị, từ mặt đế sổ này lên tới ngọn là 2 m ha. Rồi cô chú anh chị mình xem cái phần đế sổ giùm em ha. Cây gắt khủng ha cô chú anh chị. À, tới cái đế cộng bành bành tới ha. Dưới cái miệng bầu này là còn lớn không nha quý cô chú. Có bị lõm lép bên nào luôn cô chú anh chị, cậu dai đế rất là lực luôn nha. Đế sổ hồi nãy 90 ha anh? 90. Dạ. Thân cây tính từ đây lên là 1,1 m ha. Tính luôn đế sổ là tổng là 2 m. Trực thẳng thẳng bằng ha cô chú anh chị. Cốt cành thì ngon lành luôn. Cốt cành thì cốt cành này nói chung là cốt cành tứ quý mà bây giờ cốt cành này là cũng quýp luôn ha cô chú anh chị. Dạ, tứ cái này mình giao lưu giá bao nhiêu vậy anh ha? Giót thì giót ngọn nó có 16 cô chú anh chị. Giót ngọn là 16 ha. Xin giá giao lưu luôn anh ha. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 66 triệu. Dạ. Giá này em bao ship cô chú anh chị mình bán kính là 300 km cô chú anh chị.
16 triệu. Dạ rồi. Đo cái đường kính này. Đường kính bầu là 1m1. Rồi 66 triệu nha cô chú chị. 66 triệu ha. Dạ. Rồi mình còn cái nào đó không anh? Rồi cây mã số 15 cũng là cây cuối video ha. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị vừa qua đã ủng hộ em ha. Mong cô chú anh chị tiếp tục ủng hộ em ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Dạ. Em chào cô chú anh chị. Em xin chào, hẹn gặp lại quý cô chú ở những clip chia sẻ tiếp theo. Trong quá trình quay clip có gì sơ sót, cô chú anh chị yêu thương bỏ qua giúp em ha.